Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết. Kính thưa quý vị, trong 24 giờ qua, Kiên Giang chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục đi ngang qua khu vực Bắc Trung Bộ, nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông, kết hợp với gió Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh. 24 giờ qua, đêm có mưa nhỏ, dài nơi, trưa chiều có mưa rào nhiều nơi, rải rác có nơi có mưa dừa, gió Tây đến Tây Nam có cường độ trung bình. Thưa quý vị, hiện tại, vào chiều nay, ngày 9 tháng 8, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão trở thành cơn bão số 2 trong năm 2022 và có tên quốc tế là Mulan. Lành. Hồi 13 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ dĩ Bắc, 112,9 độ Kinh Đông trên khu vực phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 300 km về phía đông nam. Trong 24 giờ tới thì bão số 2 di chuyển chủ yếu theo hướng bắc. Sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 15 đến 20 km và có khả năng mạnh thêm. Tại Kiên Giang trong 24 đến 48 giờ tới ảnh hưởng chủ yếu bởi trường gió tây nam. Hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh từ nay đến ngày 11 tháng 8 sau hoạt động yếu dần, ngoài ra khu vực còn chịu tác động bởi rìa xa phía nam của giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Trung Bộ, nối bão số 2 trên khu vực phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định sau suy yếu chậm. Sau đây sẽ là thời tiết cụ thể cho từng khu vực trên địa bàn tỉnh. Tại khu vực trung tâm thành phố Rạch Giá, mây thay đổi nhiều mây, chiều tối có mưa rào dài dông, ngày nắng gián đoạn, gió Tây Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 26 cho đến 32 độ. Tại Hà Tiên, mây thay đổi, chiều tối có mưa rào nhẹ, ban ngày nắng, gió Tây Tây Nam cường độ cấp 3, cấp 4, nhiệt độ cũng không quá 32 độ C. Thời tiết tại Kiên Lương, Giang Thành và khu vực Hòn Đức, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối có mưa rào và dông dài nơi, ban ngày nắng gián đoạn, gió Tây Tây Nam cường độ cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất khoảng 26 độ. Thời tiết tại khu vực Châu Thành, Tân Hiệp, Dòng Triền. Trưa chiều có mưa rào nhẹ dài nơi, ban ngày nắng gián đoạn, gió Tây Tây Nam cường độ cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 25 cho đến 31 độ. Thời tiết tại các huyện Gò Quao, An Minh, An Biên, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng. Trưa chiều có mưa rào dài nơi, ban ngày nắng gián đoạn, gió Tây Tây Nam cường độ cấp 3, cấp 4, nhiệt độ cũng nằm trong khoảng từ 25 cho đến 31 độ. Thời tiết tại thành phố Phú Quốc, Đêm và chiều tối có mưa rào và dông, ban ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Độ cao sóng tại đây dao động không quá 1m75, biển có lúc động nhẹ. Dùng giang bờ Kiên Giang, Nam Du, Phú Quốc, mai thay đổi đến nhiều mây, trưa chiều có mưa rào và dông dài nơi, ba ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,75m, biển có lúc động nhẹ. Tại Phú Quốc, Nam Du và khu vực Thổ Du, Mây thay đổi đến nhiều mây trưa chiều có mưa rào rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió tây đến tây nam cường độ cấp 4 cấp 5. Biển độ cao sóng có không quá 1 m 75, biển có lúc động nhẹ. Dịnh Thái Lan trưa chiều có mưa rào và dông, ban ngày nắng gián đoạn, gió tây đến tây nam cường độ cấp 4 cấp 5, độ cao sóng tại đây dao động từ 0,5 đến 1 m 75. Lưu ý trong cơn dông có khả năng kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là gió giật, lốc xoáy và sét đánh thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin lần sau xin kính chào tạm biệt